Hello, chào mừng các bạn đến với kênh Thu Bonsai. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và thật nhiều sức khỏe các bạn ha. Tiếp tục cái chương trình ký sự bonsai. Hôm nay thì lâu lắm rồi ha, trước Tết tới bây giờ, hôm nay từ hôm năm ngoái tới hôm nay thì Nông Thu mới quay trở lại cái vườn kiển của An Quảng tọa lạc tại 21/5 Lâm Thị Hố, khu Phú Bưởi, phường Tân Chính Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đây là có bán rất là nhiều chủng loại cây ha, từ cây công trình ha, từ những cây kiển nhỏ, và đồng thời có bán luôn cả những sản phẩm về giống cây trồng nè các bạn. Rất là nhiều chủng loại cây. Các bạn thử đến đây mà trước mình tham quan, là sau nữa mình chọn cho mình những cái mẫu cây, những cái mẫu vật như ý. Trước khi Nông Thu chào giá cái chương trình hôm nay là ngày 4 tháng 3 2020, chúng ta sẽ gặp lại cái khuôn mặt quen thuộc của ông chủ vườn và cô cháu bán hàng ha. Hello Quảng ơi. Xin chào Quảng. Lâu quá không gặp, cái này năm quá tới hôm nay giờ mới gặp. Lúc này làm ăn sao em? Vâng, thế cảm ơn anh đã đến vườn em và giúp chúng em, vợ chồng em. Thế thì hôm năm nay thì làm ăn cũng rất là thuận lợi anh ạ. Cũng là tín hiệu đáng mừng ha. Vâng, thế thì cũng là cái nhiếp này thì em cũng cảm ơn tất cả anh bên, thì tất cả coi là anh em trong mọi miền đã ủng hộ em từ năm ngoái mà cho đến năm nay. Năm nay là bây giờ thì em mới có thời gian thôi, là để và mời anh em đến tham quan, tham quan chiêm ngưỡng cái vườn. Là mãi đếm tiền bây giờ mới có thời gian rảnh để mời phải không? Hay là mãi. Cơ bản đây em còn phải đi làm ở trong quân khu nên là không có thời gian. Vậy mà anh Năm tưởng hai vợ chồng mãi đếm tiền không dám mời khách đến nhà chứ. Rồi các bạn ơi, hôm nay là Quảng có một số mẫu cây thì Nông Thu cũng mạn phép xin ngắt lời Quảng ha. Có một số mẫu cây đây, mấy cây này cây gì đây Quảng? Cây niệu mà. Mấy cây lụa bắc hả? Gọi là niệu hạnh mà bông kép đó. Lụa hạnh bông kép à. Lụa hạnh bông kép. Rồi mình ở đây mình cũng là tiếp tục, mình có một số những cây công trình luôn lớn này luôn hả em? Đây là cây công trình rất là lớn như thế này nè. Dạ thôi bây giờ không làm mất thời giờ bà con bác. Quên, trước khi mình chào giá bất cứ một cái chương trình gì, mình nên đọc lại cái số điện thoại và cái địa chỉ và cái hình thức kinh doanh. Thì cái địa chỉ của nhà, cái vườn số nhà là 21/5 đường Lâm Thị Hố, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Thế mà cái số điện thoại thì 0903 768 253. Cái số thứ hai là số có Zalo và Facebook luôn, nên là 0933667276. Rồi. Thế là có cháu, có cái cháu gái này nó làm hộ chứ. Nó mắt mũi nó kém nó nhìn nó không có. Đây có cô cháu gái này coi vào qua. Làm sang làm hộ luôn cho. Đây là cô cháu gái là xinh đẹp của ông Quảng đây. Cái khuôn mặt rất là quen thuộc cái trên kênh Thu Bonsai. Đây là em gái này tên là Phượng ha. Xin chào chú Năm, xin chào tất cả quý vị, xin chào tất cả các anh em trên mọi miền tổ quốc. Thì hôm nay cũng là cái clip đầu tiên của năm 2020 á, thì xin gửi lời chào tới tất cả mọi người trên mọi miền, với cả xin chân thành cảm ơn tới tất cả các quý bà con cô bác, tới quý vị đã ủng hộ trong suốt thời gian qua. Với cả có những cái mẫu hàng cây á, chuẩn bị tới đây thì anh em nếu mà có nhu cầu thì cứ gọi điện. Với có một số lựu này, rồi. Quế với cả mai chú thủy á. Rồi, còn một cái phương thức thanh toán của vườn mình hình như là chưa có công bố nha. Em mua bán là em chuyển ship, tiền ship sủng sao em? Vâng, thì cũng theo như phương thức cũ á, tức là em là chuyển khoản cho em thì em mới gửi hàng. Chuyển khoản hết luôn. Vâng, là gửi hàng hết luôn. Thế còn nếu như mà cây mà nó giá trị nó cao đó, thì là chúng em sẽ chụp hình quay phim đưa cho xong bắt đầu là gửi cho em một phần nào đó. Thì okay, có thương lượng nhau. Còn ship em? Vâng, thế còn tiền ship thì là bên mua phải trả em báo giá. Vâng, báo giá tại vườn thôi. Cái đó là cái phương thức bán hàng của vườn mình ha. Vâng, rồi cũng như là cũ là báo giá theo thầy ở mặt vườn. Rồi là cũng đã chia sẻ bây giờ trước mặt các bạn ha, một số mẫu cây thôi mình tiến hành mình làm ha. Ví dụ một cây mình chào giá không để mất thời gian cô bác anh chị ha. Đây là cái cây lụa này, kêu cái lụa bắc hả? Vâng, đúng rồi, liệu hạnh lụa hạnh vâng, mà bông kép lụa hạnh bông cao 90
Chiều cao 90, tán rộng bao nhiêu? À. Tán rộng là 51. 51. À, đây là bông kép, là có bông nó chùm chùm. Bông nó như mẹ bông hoa rồi. Hồng á. Chết mẹ rụng, ổng quẳng ơi. Đây. À. Bông nó giống bông hoa. Bông nó rất là đẹp ha. Năm thu mạnh tay quá, đụng vô cái nó rớt mẹ cái bông này. Đây, đây. Các bạn, bông nó rất là đẹp. À, đây. Bông kép. Rất là đẹp luôn. À, một cây mình được chào giá bao nhiêu tiền đây? Đó, cây này là 600 ngàn. À, cây lộ hạnh thì được chào giá mỗi một cây là 600 ngàn. À, rồi. Thôi mình đi vào cái khu vườn bên trong ha. Rồi, giờ khoảng mình muốn chào giá những cây. Quay cây nguyệt quế, đến là bắt đầu là đi đến nguyệt quế. Nè, bắt đầu, cây nguyệt quế thứ nhất đây ha. Rồi, bác có thông số đi. Năm mươi bảy chiều cao. À, tán rộng. Tán rộng 83. Rồi, cây nguyệt quế thứ nhất được chào giá bao nhiêu đây? 6 triệu ạ. À, cây nguyệt quế thứ nhất được chào giá là 6 triệu nha các bạn. À, đây 6 triệu cây nguyệt quế thứ nhất. À, gốc rất là to ha, rất là nở ha. Nở gốc đây. Rồi. Đây. Rồi, tiếp tục chia sẻ với các bạn cây nguyệt quế thứ hai. À, này trực lắc ha, thảo quả. À, lắc rất là đẹp ha. 82 ạ. À, đây, đây nguyệt quế thứ hai 82. Cũ 82 hả? Dạ. Còn eo là 38. Eo 38, à, chiều cao. Chắc cao. Chắc mét rưỡi hả? Mét rưỡi không? Chắc mét tư. Mét. Bao nhiêu? Ăn chừng mét. Bao nhiêu? Đâu có phải mét 2 ạ? À, tầm mét 2 đi ha. À, tầm mét 2. À. 1m35 ạ. À, rộng 1m35 hồi cây được chào giá nhiêu này? Cây là 15 triệu. À, cây mai chú thủy thứ hai được chào giá là 15. À, xin lỗi các bạn, cây nguyệt quế thứ hai được chào giá là 15 triệu. Đây là một cái giá rất là đẹp các bạn ha. 15 triệu đây các bạn. À, những cây có giá thì nông tôi sẽ quay chậm lại cho các bạn có thể là tỉ mỉ mà quan sát được ha. Để có giá 15 triệu. À, chi tay rất là đẹp. Rồi, tiếp tục chia sẻ với các bạn là cây cây linh sam, tím, linh sam sông Hinh phải không? À, đúng rồi. À, linh sam sông Hinh. Đế 89 ạ. Đế 89 có cái ghế ngồi cho anh Năm, cái ghế ngồi năm ngồi nó dễ. Nhiêu? Cái eo 24 ạ. Eo 24 chiều cao bao nhiêu? Chiều cao 52. À, cây linh sam thứ nhất nhớ không, đánh số vô có hai cây ha. 64 ạ. À, đây cái linh sam 64. Cây linh sam thứ nhất là cái thông số đã được báo cáo. À, à, cây linh sam thứ nhất được chào giá bao nhiêu đây Quảng ơi? Dạ 2 triệu. Linh sam. À, linh sam. À, cây này giá 2 triệu cũng không mắc đâu các bạn. À, không mắc đâu. À, à, linh sam thứ nhất được chào giá là 2 triệu. Rồi tiếp tục chia sẻ cái linh sam thứ hai là linh sam dáng bằng đổ 273. 70 ạ. Cái dáng này nó lại lai bay bay đổ hả? Đế 70 chú. Đế 70 hả? Ừ. Phần eo 25 ạ. 25, là tháng rộng. Chiều cao. Chiều cao bao nhiêu là phần? Chiều cao 38 ạ. 38, à, tháng rộng. Tháng rộng 88 ạ. Ừ. Đây, cái linh... giá như 2 triệu rồi. Cái linh sam, linh sông Hinh thứ hai màu tím này là zin hay là ghép vậy em? Vâng, zin luôn ạ. À, zin nha các bạn, linh sam này zin nha các bạn. Đây là dáng này, dáng đổ bay bay này nó cũng không chuẩn dáng lắm, bay bay. Nếu mà đổ thì nó sâu xuống chút nữa. À, được, cũng được chào giá là 2 triệu phải không? Dạ vâng. Rồi, tiếp tục chia sẻ các bạn. Bây giờ chúng ta bước vô thế giới mai chiếu thủy ha. À, mai chiếu thủy đây. Cái mai chiếu thủy lá lớn này các bạn phía Bắc những vùng khí hậu lạnh trồng rất là tốt đúng không Quảng? Dạ, nó chịu vâng. Nó chịu khí hậu khắc nghiệt hơn những cái mai chiếu thủy lá nhỏ. Mai lá lớn thì nó chịu lạnh tốt, bông nó bự, nó thơm. À, chào giá các bạn, mai chiếu thủy cây thứ nhất. Cái này thì là đo củ cổ này nên. À, cây thứ nhất ha, cây thứ nhất được chào, cây thứ nhất có thông số. Cây số 1. Cây số 1. Khoảng 104 ạ. À, chiều cao, tán rộng chiều cao. À, à, con tranh thủ thời gian. 112. À, tán rộng. Tán rộng là 82. 82, cây số nhất được chào giá là bao nhiêu đây? Dạ, cây này 3 triệu rưỡi. Cây số 1 được chào giá là ba triệu rưỡi, thông số được báo cáo. À, tiếp tục chia sẻ với các bạn là cây mai chiếu thủy thứ hai. À, thứ hai 97 ạ. À, 97 chiều cao. Chiều cao 1m13. 1m13, tán rộng. Tán rộng là 100 ạ. 100. À, cây mai chiếu thủy thứ hai được chào giá
Cây này là thứ hai này. À, được chào giá bao nhiêu đây? Cây này là 4 triệu. À, cây mai chú thể thứ hai được chào giá là 4 triệu. Rồi, tiếp tục chia sẻ các bạn. Mai chú thủy thứ ba. Chín sáu hả? Chiều cao nhiêu? Một trăm lẻ bảy ạ. Rồi, tháng rộng. Rộng là hơi dài. 65. Sáu. Không phải chứ. Tăng rộng bao nhiêu đây? 94 ạ. Tăng rộng 94. Cây mai chú thị thứ mấy đây? Cây số 3. Cây số 3 được bốc, được chào giá là 4 triệu rưỡi. Được chào giá là 4 triệu rưỡi. 4 triệu rưỡi cây số 3. Rồi, tiếp tục thông số, báo cáo thông số cây số 4, cây số 4 đi. Cây số 4. 65 ạ. 65, à, chiều cao được con. 45 ạ. Ừ, 45, à, tăng rộng. 61 ạ. Ừ, 61. Cây mai chiếu thủy số 4. Số 4 được chào giá là 3 triệu. Cây này. Số mấy em? Đúng rồi, cây số 4. Số 4, số 4 được chào giá là 3 triệu. À, tiếp tục đi Phượng ơi. À, tiếp tục đó cây kế tiếp. Mai chiếu thủy thứ 5. 73 ạ. 73. Ừ. 51 ạ. 51, à, đang rộng. 69 ạ. 69. Cây số 6. Cây số 3 triệu. Cây số 5 hả? Cây này cây số 5. Cây số 5. Cây số 5 3 triệu. Cây số 5 được chào giá là 3 triệu. Cây số 5 được chào giá là 3 triệu. Cây số 6. Đúng rồi. Cây số 6 đi xuống luôn đi. Cây số 6. Cứ đưa báo cáo hết cây mặt tiền. Số 6. 70 ạ. À, 70. Đây là giống mai chú thủy đã lớn. À, 50. Giống mai chú thủy đã lớn các bạn. Vâng. Cái này là 83. 83, cây số 6. Số 6 được chào giá là cây số 6 này là chào giá là 5 triệu ạ. À. Số 6 được chào giá là 5 triệu. Xong cái chủ luôn rồi chứ. À, tiếp tục cây kế tiếp không? Đúng rồi. À, đây là cây số 7. À, số 7, cái cổ rễ nó viên cụm rất là lớn. 105 chú. 105 hả? Nó eo không chú? À, đeo đi, đeo luôn. Cái này 42 ạ. 42, chiều cao. 72 ạ. Rồi, tháng rộng. 91 ạ. À, 91, à, cây số... Đây. Cây này cũng 5 triệu. À, cây số 7. Cây số 7 được 5 triệu. À, các bạn thân mến, rồi tiếp tục chia sẻ các bạn mình báo cáo tiếp là cái thông số cái mai chú thị nữa ha, hay là cái gì? Vâng, bây giờ là cái mai lá trung. À, bây giờ chúng ta bước vào cái khu vực này, mai chú thị này lá trung các bạn ha. Rồi, ok. Rồi, đó tiếp đi Phượng ơi. Đây là cây số 8 đúng không? Cây số 8 này các bạn. 53. 68 ạ. 68, à. 71 ạ. À, cây số 8. Cây số 8, cây này là 1 triệu 8. Cây số 8, 1 triệu 8. 8. Cây số 8 là 1 triệu 8. À. Em đưa sau lưng anh. Đó, à, cho em tưởng. 84 ạ. Cây này cây số 9 phải không Phượng? Vâng. Cây số 9 là hoành đế là 94. Là chiều cao. Chiều cao 69. Cao 69 rồi tăng. 67 ạ. Rồi. Đúng giá chiều cao. Cây này cũng thế. Cây số mấy đây? Cây là số 9 ạ. Số 9. Vâng. Cây số 9 không? Số 9 đúng không ạ? À, cũng à. Chiều 8 ạ. À, cây số 10 tiếp tục chia sẻ cây số 10. À, cây số 10. 102 ạ. 102. Đo eo 35 đi. 77 ạ. À, 77 8 luôn. À, cây số 8 cũng 1 triệu 8 luôn. À, cây số 10 này. Cây số 10 1 triệu 8. À, tiếp tục chia sẻ các bạn cây số 11. Cây số 11.
107 chú. 107 à. Eo 37 ạ. À, chiều cao. Chiều cao 88 ạ. Ừ, tăng rộng. Tấm rộng là 86 ạ. À, 80 cây số số 11. Cây số 11. À. Cũng giá cũng 1 triệu đám. À, cái Đức Hiền đưa cho con Hằng, ô đưa cho con Phượng nó giết luôn cây số 11. 1.8, 11.8 à 11.8 được. Để tiếp tục chia sẻ với các bạn. À, cây số 12. Cây số 12 đó các bạn ơi. 93. À. 93. À. Cái này 27 ạ. À. 63. À, cây số 13. 72 ạ. Rồi, cây số 13 được chào giá là cây số mấy? 12 hả? 12. Cà cà, cà cà. Cái này giá 1 triệu rưỡi ạ. Cà cà nó ra không? Cà cà nó ra không? Cà cà dưới cái nền bóp bóp cho bóp ra không? Ra không? 12. Ừ, vừa dưới chiều bóp nó mới ra. Giá 1 triệu 500 ạ. À, ghi 1.5 thôi, tiết kiệm mực, tiết kiệm mực. 1.5 được rồi, không hiểu. Rồi, cây số 13 các bạn. Vừa dưới chiều bóp nó. Eo à, đế 81 ạ. 81 ạ. Eo 32. Ừ. Chiều cao 47 ạ. Rồi, tấn rộng. Tấn rộng là 65 ạ. Rồi, em số 13. 500. Em số 13 được chào giá là 1 triệu rưỡi. Rồi chúng ta tiếp tục báo giá thêm ha. À báo giá, em cứ sắp tiếp đi. À. Mình báo giá khoảng chừng 20 góc cũng được mà. Cứ kể nó cứ rồi, à, tiếp tục chia sẻ với các bạn. À, à, cây số em số 14 các bạn ha. À, số 14. À, 14. À. À, báo cáo thông số đi, em số 14. Ạ. À, 94. Ừ. Eo 35 ạ. Eo 35. À. Chiều cao. 55 ạ. À. 67, 76 ạ. Rồi, à, em số giá này 4 triệu. Em số 14 được chào giá là 4 triệu hả? Vâng. À, ok. Rồi, à, tiếp tục. À, tiếp tục em số 15. Số 15. Đây 39. À, em số 15 hả? 60. À. Đây 80 ạ. À, em số 15. Em số 15 được chào giá là 5 triệu ạ. À, em số 15 được chào giá là 5 triệu. À, tiếp tục chia sẻ với các bạn. À, cô nàng số 16. À. Cái này đo eo 16, 17 còn mấy cây lên giờ. Vâng. Còn mấy cây nó lấy mấy cây. Cái này 52 ạ. 52 hả? À 52. Chiều cao 57 ạ. Chiều cao 57. Tán rộng 76 ạ. À. Cái này 4 triệu phải không? Chú. Chắc vậy. Ừ. Em là em số 16. Giá 4 triệu ạ. Em số 16 4 triệu. Có cái này bao nhiêu? Rồi, tiếp tục chia sẻ với các bạn, em số 17. Em số 17. 97 ạ. À, hoàn cũ 97, 97 eo. Eo 26 ạ. Eo 26. 63. Cái này 70 ạ. 70. Em số mười mấy đây? 16 ạ. Em số 16. Được. Cái này 17. Em số 17 hả? 2 triệu ạ. Được chào giá là 2 triệu. Em số 17 được chào giá là 2 triệu. Rồi, à, tiếp tục chia sẻ các bạn, em số 18, mình 18 rồi đây. 18. Em số 18. Cái này nó đắt. Cái này em quay kỹ cho em coi. Ừ. Này là hạt 25 triệu. Ừ. Cái này hoành 138 ạ. 138. À. 64 ạ. 64, chiều cao. Chiều cao 51 ạ. Tán rộng 85. Em là em số mấy? 18. Em số 18 này được chào giá là
25 triệu. Em số 18 này 18, có một cái đơn giá 25 triệu, rất là cao, 25 triệu. Bây giờ em xây tròn cái bình này được không? Vâng vâng, để quay để xây tròn, xây cho người thấy từ từ. Đúng rồi, từ từ nhé, chậm thôi, không cần nhanh lắm đâu. Chậm nha, không cần nhanh lắm đâu. Nâng lên bên đấy. Bây giờ nói. Được không? Đó. Là cứ xây các bạn. Ở đây là cái mai chiếu thủy là đơn giá 25 triệu, một cái đơn giá cũng khá là cao, thành ra năm thu sẽ quay chậm cho các bạn cái xem xét ha. Hai mươi lăm triệu là nhiêu nửa cái vàng ta? Cần nửa cái vàng, nửa cái vàng. Cái này tính theo vàng, nhưng mà cái cây này trồng cả đời người chú. 70 năm. Đời người chưa được cây luôn. Đời người được cây, nửa cái vàng chú cưới được con vợ mà. Cưới được vợ xài cả đời chú. Nó u cục như này luôn. Cây này lên nu rồi. Đấy rồi. Cây này cây lá kim. Rồi. Cho xong rồi cho đến cái con này. Cây này. Rút cái luôn đi. Các bạn kia luôn đi. Đây. Cái này có cần phải xoay không? Cái này xoay không? Có xoay hả? Bên đây à, đây. Đây cây giá nhiều lên nhé. Cây đẹp ha. Cây này 9 triệu không? Có mà chú thấy lá kim hả? Đế 78 ạ. Đế 78. 24 ạ. 24. Cái này 59 ạ. Cây xúc 59. Cái này là cái là 60. Nụ trung. Cái này 19 ạ. Cái này là 19. Cây số 19 được chào giá là 9 triệu ạ. Quay cái đó luôn cho đẹp. Cái này là cây lá kim nhé chú. Xây. Cái này là mai lá trung. Mai lá trung. Lá trung lu gọt công. Trung nu gọt công. Có những cái cục lu này. Nu. Xây. Đưa cây văn nhân như lên kìa. Từ từ. Đây là ôm đá này chú. Cây ôm đá lâu lắm. Ôm đá hả? Dạ. Chú Thu không chịu ôm cục đá làm chi cho nó lạnh lẽo vô. Cho ông kính nha. Cho ông kính nhìn vào. Tôi không ôm ôm đá làm chi cho lạnh lẽo. Cây này mặt tiền đây cũng. Cây số 19 được chào giá là 9 triệu. Rồi mình tiếp tục một phần này. Dòng cây kia là 20 là chọn. Cầm bằng xây lại. Thôi, cái đó luôn ra được mà, đi. Cây này rất là đẹp các bạn. Tuyệt tác dây nhân ha. Cây là chưa được tắm nên là mụn nó nhiều này. Tuyệt tác dây nhân ha. Được rồi. Được chưa? Cá thông số đi. Cây số 20, rất đẹp các bạn. 82 ạ. Cũ nhiều, cũ 82 hả? 82. Để 82, eo. 93. Chiều cao. Chiều cao là 100. 100, tán rộng, cây rất là đẹp. Cây số 20 là mai chú thủy chú. 1m24 ạ. Này mai lá lớn không? Cái này mai lưu chung quả công nhưng mà nó là lá lớn. Lá lớn. Giá nhiêu chú? Cây số 20. 28 triệu. Giá 28 triệu. Cây số 20. Hồi nãy là em 25 mình nó thấy là cao rồi không? Em này còn cao vời nữa. Xây đi Phương. Phương. Rất là đẹp. Bông đang ngồi xây bông rồi các bạn. Cái chậu này cũng là chậu. Chậu xưa hả? Chậu xưa. Đây. Em số 20 được chào giá là 28 triệu. Rồi, rất là đẹp. Đẹp quá, hang cây đẹp quá. Nó không còn một vết sẹo nào đâu. Liền hết rồi, xong hết rồi. Đó, Năm Thu cận cảnh luôn ha. Cận cảnh chi tiết từ nhánh luôn. Năm Thu sẽ đưa từ từ xuống từ thân. Phượng cứ quay đi con. Con cứ quay. Cứ xoay. Không sao, nó không đổ thôi. Rất là yêu ha, 28 triệu cây mai chú thị đây.
mặt này là chính. Rồi mình còn cây này là còn gì nữa không? Để nhíp sâu trong này là quay đến đây. Các bạn thân mến, các bạn thân mến của Nông Thu, cây mai chiếu thị số 20 được chào giá là 28 triệu cũng đã kết thúc chương trình báo giá vào ngày 4 tháng 3 2020. Nông Thu rất rất cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian quý báu để xem hết clip này. Nếu các bạn thấy clip phù hợp, chấp đảm hộ cho nhân thân, cho Nông Thu mà bạn nào mà chưa subscribe, chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký để nhận được từ Nông Thu những video mới nhất. Trước khi chia tay thì Nông Thu rất rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Thu Bonsai cũng như là ủng hộ vườn kiển của anh An Quảng trong suốt thời gian qua. Trước khi chia tay, chúng ta gặp lại anh chủ vườn rất là đáng mến này lần nữa ha. Quảng ơi, thì có đi được chia tay cùng các bạn nè. Anh cảm ơn anh Nông Thu, thế rồi cảm ơn tất cả các anh em trên mọi miền Tổ quốc suốt một thời gian khoảng 25 năm ngoái và năm nay cũng đã ủng hộ cho vườn nhà mình. Mình không biết nói gì hơn là cảm ơn tất cả anh em trên mọi miền Tổ quốc cố gắng ủng hộ mình. Chúc cho anh em là một năm có nhiều sức khỏe để ủng hộ. Rồi em nhắc lại số điện thoại lần nữa đi em. Số điện thoại của nhà là 0903 768 253, và số Facebook bên là 0933667276. Rồi anh Năm cũng rất cảm ơn Quảng với em Phượng đã đồng hành cùng anh Năm để làm thực hiện xong cái clip này, để chia sẻ cùng cộng đồng yêu cây kiển như cả nước. Là chúc vườn kiển của chúng ta, là chúc cháu Phượng là thật nhiều sức khỏe ha. Rồi. Cảm ơn chú. Rồi bye bye, hẹn ngày gặp lại, bye bye. Cảm ơn. Bye bye. Cảm ơn.